Nhà mình ơi, good morning cả nhà mình. Hôm nay thì Hương sẽ chia sẻ một câu chuyện có liên quan tới rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa. Và Hương nghĩ rằng không phải là chỉ có bà mẹ bỉm sữa đâu mà các chị em, đặc biệt là những chị em mà đã có gia đình này, hoặc là có một cái công việc nó quá là bận rộn ở cơ quan thì buổi sáng ngủ dậy mình sẽ không có nhiều thời gian để mình chăm sóc cho da mặt cũng như là body của mình. Nhưng mà vẫn muốn rằng là cả ngày da của mình vẫn được bảo vệ, vẫn được chăm sóc, và cái điều quan trọng là vẫn phải trắng sáng. Ví dụ như là trắng sáng như thế này. Thế thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ mọi người một cái kinh nghiệm, một cái bí quyết của riêng Hương. Hiện tại bây giờ thì Hương đang sử dụng trọn bộ cái sản phẩm chăm sóc cho da mặt và cho body của thương hiệu Detox Blank. Cái này là dành cho body này, sữa tắm trắng da thải độc tại nhà Detox Blank. Còn cái bộ combo bao gồm thải độc cho da mặt và serum này là dành riêng cho da mặt của chúng mình. Còn cái serum này là trị mụn này, là ngăn ngừa nám tàn nhang và rất nhiều những cái đốm nâu, những cái vết thâm sạm đen không đồng đều màu ở trên da. Thế thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ từng cái sản phẩm một để cho mọi người có thể hình dung cũng như là biết rõ được cái công dụng của nó nhé. Đầu tiên thì Hương sẽ chia sẻ về cái combo dành cho da mặt này. Sáng ngủ dậy này, đi gọi là tập gym về này, đó, đánh răng rửa mặt xong cái là mình dùng luôn cái này. Mình dùng luôn cái này, mình lấy một cái lượng vừa đủ. Mình bôi lên trên da mặt. Chai nhỏ này dành cho da mặt nha. Cái này người ta gọi là thải độc dành cho da mặt, detox da mặt. Lấy một lượng vừa đủ bôi da mặt. Là coi như tất cả những cái cặn bã, những cái bẩn, những cái dầu mình ngủ của đêm hôm qua, nó tiết ra cái chất nhầy ấy, là nó sẽ đi hết bằng cái đường bọt carbon này. Cái sản phẩm này cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt và dành cho những người lười chăm sóc da mặt và những người không có quá nhiều thời gian để đi spa, hoặc là không có quá nhiều thời gian để ngồi mân mê chờ đợi vài cái công đoạn thì mới có thể chăm sóc da mặt được. Đó, bôi đồng đều lên cả khuôn mặt nha. Đó, massage nhẹ nhàng này. Trong quá trình massage là đã lấy đi tất cả những cái bụi bẩn, những cái độc tố này, những cái mà độc tố ở bên trong da, bởi vì cái này là thải độc tố cho da. Đó, mọi người thấy không, cái khí carbon màu trắng nó nổi lên như thế này, kết hợp với cái thành phần đất sét trắng là cái nguyên liệu thiên nhiên có trong cái chai này, thì nó sẽ làm cho cái da mình nó sạch sâu từ bên trong da, bởi vì nó là thải độc cho da mà. Có nghĩa là một cái chai này á, nó thay rất là nhiều công đoạn. Đó là cái công đoạn sữa rửa mặt này, công đoạn tẩy trang này, tẩy da chết này, tất tần tật các thứ mà nó thay hết vào trong cái chai này. Thậm chí là sau khi mà đã làm sạch sâu rồi thì nó còn có cái tác dụng là làm cho da mình căng bóng mịn và trắng sáng tự nhiên nữa cơ. Đó, mọi người thấy không? Đó. Nổi hết những cái khí carbon lên này, mọi người nhìn này. Là bây giờ là cái da mình nó đang được đào thải hết những cái độc tố ra bên ngoài đấy nha mình ạ. Nhưng mình chịu khó chờ em chút xíu nha. Và trong cái quá trình mà đang chờ để cho mặt nó ra hết những cái bẩn và nó làm sạch sâu cho da cũng như là chăm sóc dưỡng da, đó, từ sâu trong những cái lớp biểu bì một, thì chúng ta sẽ chuyển qua cái việc là chăm sóc cho body. Thì Hương cũng đã chia sẻ rồi, đây chính là cái chai sữa tắm trắng da thải độc tại nhà, cũng của thương hiệu Detox Blank. Và cái chai to này là dành cho body. Thì Hương cũng xin phép là Hương sẽ test lên trên da body luôn để mọi người cảm nhận nha. Thì cái này cách sử dụng của nó cũng như là mình sử dụng lên trên da mặt thôi. Mình cũng lấy một lượng vừa đủ, mình massage đều lên trên da như thế này. Và quá trình massage này là cũng thẩm thấu vào da, lấy đi hết những cái bẩn và những cái độc tố trong da. Cái chai này ấy, thì cái tác dụng chính của nó là thải độc cho da. Mọi người biết không, da bị mụn này, bị bong chóc, bị vẩy này, bị á sừng này, thậm chí là bị viêm da này, viêm lỗ chân lông này, hay là lỗ chân lông bị nở to ra. Đấy là cái tác nhân của cái việc là chúng ta không làm sạch da. Và cái tác nhân của cái việc chúng ta đi ra ngoài đường khói, bụi, dầu, xe, ô nhiễm. Và cái việc là chúng ta sử dụng quá nhiều những cái loại kem trộn, kem lột, kem tẩy, hay là những cái loại tiêm trắng bây giờ, thì là nó đã ăn mòn vào da, nó làm cho cái da mình nó bị hỏng rồi. Thì mình sử dụng cái này là cái bước để chúng ta bảo vệ cho da, thải độc tố cho da và chăm sóc sạch sâu cho da. Người thấy không? Đấy, cái bọt carbon nó cũng nổi lên trên da, cũng giống như da mặt như thế này. Nó làm cho cái da của mình được đào thải hết độc tố ra này, lỗ chân lông được thu nhỏ này. Và quan trọng nhất là những bạn mà các bạn bị đen, bị ngăm lâu ngày nhá, chúng mình sử dụng lần đầu tiên cho cả da mặt và cả body là nó có tác dụng ngay. Chúng ta sẽ thấy trắng sáng lên ngay lập tức nhà mình nhá. Đây, mọi người thấy không ạ?
cái bọt này, bọt khí carbon kết hợp với thành phần đất sét trắng làm cho da của chúng mình sẽ căng bóng mịn màng này, da đồng đều màu da, mọi người thấy không? Da cổ, da tay, da mặt của Hương rất là đồng đều màu da là bởi vì Hương rất là chăm sóc, Hương rất là chịu khó dùng đều đặn cả hai sản phẩm dành cho body và dành cho cả da mặt. Ok, bây giờ thì cũng bình thường mọi người sẽ để khoảng 10-15 phút nhá, là mình sẽ rửa lại bằng nước sạch, không cần phải tắm lại bằng sữa tắm đâu, tốn tiền ra, chỉ cần một bộ này thôi là chăm sóc được gọi là từ sâu bên trong cả da mặt và cả body rồi. Thì bây giờ Hương sẽ xin phép là Hương sẽ tẩy cái khuôn mặt trước để mọi người cảm nhận này, để xem là cái da của mình nó có trắng sáng, có sạch sâu hay không này. Và Hương sẽ phân tích luôn là sau khi mà detox cho da mặt xong thì cái da của chúng ta nó sẽ như thế nào, nó có khác gì với cái việc là ta không dùng cái detox hay không. Mọi người có biết là cái quan trọng nhất của cái việc là chăm sóc cho cái làn da của mình là gì không? Không phải là cái việc là chúng ta dùng những cái sản phẩm làm trắng đâu. Không phải là cái việc mà chúng ta dùng những cái sản phẩm mà dưỡng đâu. Và cái việc quan trọng nhất ấy, đó chính là cái việc chúng ta phải biết cách làm sạch sâu từ bên trong da. Bởi vì khi da của chúng mình được sạch, được detox, được đào thải những cái độc tố da thì có nghĩa là da chúng ta sẽ khỏe. Và từ cái việc khỏe như vậy rồi, da căng bóng mịn rồi thì chúng ta sẽ dùng thêm cái serum này để dành cho những bạn mà da bị mụn này, bị dầu này, bị viêm lỗ chân lông này, bị nám, bị tàn nhang, bị đồi mồi, bị những cái sắc tố da không đồng đều ở trên da. Đây mọi người nhìn này, sau khi đã detox xong da Hương rất là sạch. Buổi sáng dậy Hương không hề make up, không hề trang điểm gì, và chỉ Hương chỉ đánh một chút son để Hương đi tập thể dục thôi. Nhưng mọi người thấy là như thế này là Hương cũng đủ tự tin để Hương đi ra ngoài rồi, chứ không cần là phải make up gì cả. Còn đương nhiên là khi mà lên phim thì Hương cũng phải gọi là Juventus một chút để cho cái gọi là được tỏa sáng hơn. Nhưng mọi người yên tâm nha, nếu như có cái sản phẩm mà dành cho da mặt như thế này là da chúng mình lúc nào cũng được bảo vệ, cũng được làm sạch sâu cả. Và khi đó thì mình có make up bao nhiêu cũng không có sợ là nó bị tổn hại cho da, bởi vì chúng ta đã có cái bước là chúng ta thải độc tố cho da rồi. Đó, và sau khi mà mình đã thải độc cho da mặt thì mình dùng thêm cái serum này. Thật ra là Hương, da Hương không có mụn nhiều đây. Mấy hôm nay ăn đồ nóng thì hơi một chút xíu đây, Hương chấm ở đây. Nhưng mà nếu bạn nào mà có mụn nhá, bạn sử dụng cái serum này cực kỳ là hiệu quả. Bởi vì serum này là serum gọi là đặc trị dành cho những da bị mụn, bị nám. Các bạn mà hai gò má mà bị nám, mình dùng cái này một thời gian, da trắng sáng mịn màng, cái vết nám, vết tàn nhang nó sẽ mờ đi, nó sẽ bay đi và sạch đến 90% nhà mình ạ. Còn ví dụ những bạn mà như Hương mà da nó ít mụn thì mình vẫn sử dụng để làm sao để mình cấp ẩm cho da, để mình gọi là cân bằng cái độ pH cho da và mình chống nắng luôn cho da như thế này. Bôi xong một cái lớp serum như thế này là chúng ta có thể gọi là make up để chúng ta đi được rồi, đi làm được rồi, đi quay phim được rồi. Đây, Hương bôi một cái lớp serum mọi người xem này. Da lúc nào cũng căng bóng khỏe mịn màng luôn, như da em bé luôn. Đây mọi người thấy không? Không có một nếp nhăn. Không có một nếp nhăn nào, buổi sáng ngủ dậy không make up đây mà da vẫn rất ngon lành cảnh đào. Xong một bước chăm sóc cho da mặt của mình không mất quá nhiều thời gian. Nếu như mà làm quen thì mất chỉ khoảng 5 phút. Đầu tiên là thải độc cho da mặt, sau đó đến serum. Còn tiếp theo nữa bây giờ là Hương sẽ tẩy cái phần gọi là sữa tắm trắng da thải độc tại nhà Detox Blanc. Cái tên của nó là đã nói lên rất nhiều điều rồi, thải độc và làm trắng cho da. Thì Hương xin phép là Hương sẽ tẩy luôn cái phần này nha. À đây nha, mọi người so sánh này. Cái phần bên này lúc nãy là Hương không có bôi cái Detox Blanc. Cái phần bên này là có này, nhưng mà cái phần bên này nó rất là mịn. Nó mịn vô cùng, mọi người thấy không? Mịn màng như da em bé luôn, sờ không có một cái gì ráp ráp vào tay. Và cái cảm giác như là cái lỗ chân lông nó được thu nhỏ lại. Nếu như mà chúng ta dùng thường xuyên chăm sóc như thế này thì Hương đảm bảo là một thời gian ngắn mọi người dùng hết một liệu trình. Ví dụ như cả một cái combo cho da mặt và cho body là một cái lọ này thôi, giá có 480.000 một cái chai sữa tắm này thôi, là da chúng mình căng trắng sáng mịn màng. Không cần phải kem lột, không cần phải kem trộn, không cần phải tiêm, không cần phải kích trắng gì hết. Đây mọi người thấy không? Da mặt, da body rất trắng, mà trắng tự nhiên, trắng hồng hào nha. Giá rất vừa phải,
tiêu chuẩn nguyên liệu thì là của châu Âu nhưng giá thì rất Việt Nam. Tại vì cái hàng này ấy, là để chuyên dụng, là để gọi là phục vụ và để gọi là cho những người Việt Nam, cho chị em Việt Nam, các bà mẹ bỉm sữa Việt Nam, những bạn mà không có nhiều thời gian chăm sóc cho da mặt, cho body, thì chúng mình yên tâm là bây giờ đã có cái combo của Detox Blank để chăm sóc toàn diện và sạch sâu cho da rồi. Nhà mình hãy cứ tự tin vào mỗi buổi sáng khi thức dậy nhá. Chỉ cần mất có 10 phút thôi là chúng mình đã đảm bảo đẹp cả ngày rồi. Yên tâm sử dụng xong da an toàn, hiệu quả. Và quan trọng nữa là nó trắng sáng mịn màng và bật tông lên luôn, không cần phải tiêm, phải kích trắng. Nhà mình nếu như mà ai còn câu hỏi gì thì có thể để lại số điện thoại ở bên dưới, thì trong cái clip này thì Hương sẽ tư vấn cho mọi người thêm, hoặc là bên công ty thì các bạn cũng sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người thêm nha. Không có gì phải ngại nha, cứ để số điện thoại và sẽ có người tư vấn nha. Cái quan trọng nhất là chúng ta tìm được cái sản phẩm tốt để chúng ta chăm sóc cho mình mà thôi. Ok, chúc cả nhà một ngày làm việc thật là vui và thật là hiệu quả.